Tiếp tục lên sóng phục vụ anh em một bộ âm thanh, và bộ này em cũng sẽ phối ghép sẵn cho các bác. Đấy, cái bộ này thì sẽ hướng đến anh em chơi những cái dòng bình dân. Bộ này em sẽ bán cho anh em với giá là 13 triệu 200 nghìn đồng, giá cực kỳ êm. Đấy, anh em bỏ 13 triệu 200 nghìn anh em sẽ được cặp loa Boston của Mỹ T930 và một con âm ly Nhật Nhật nội địa điện 100V Denon 390 4 la mã đen thùi lũi luôn. Hàng 390 4 la mã đen hôm nay về thì chắc là bác nào kỹ tính lắm thì cũng không thể chê được, bởi vì nó như mới. Hàng tuyển nó rất là đẹp. 13 triệu 200 nghìn đồng. Quá hợp lý luôn, cầu hình quá chất. Các bác nhìn chung của T930 này nó rất là lớn nhá, chung của nó về tầm 16 đấy. Bát đó là bát 25 các bác nhé. Tiếng rất là hay luôn. 13 triệu 200 nghìn. Em không hiểu sao mà những cái dòng Boston về rất là ít anh em chuộng nhé. Và đương nhiên nó cũng chẳng về nhiều để mà bán nhiều mà chuộng em chuộng. Nhưng mà với cái cấu hình của nó chung rất là lớn, chung đến 16 bát 25 mà tiếng của này, tiếng bát của dòng này rất là mềm. Mà không hiểu sao giá nó lại rất là rẻ. Giá rất là rẻ luôn. Bây giờ các bác so với cấu hình của Bo 301 CD3, bây giờ các bác mua có khi màu vàng nó cũng phải đến 12 13 triệu tùy tình trạng đẹp hay xấu. Mà đôi loa không. Đây nguyên cả bộ vẫn hàng Mỹ xịn. Mà bát tận 25, chung tận 16. Đấy, kèm thêm con âm ly đờn ông 390 4 la mã. Mà cái cấu hình này bao nhiêu anh em cứ mua xong rồi ghép rời ra. Không không phối chung vào như này một cái tầm giá nó rất là hợp lý luôn. Nó dễ để tất cả mọi người có thể chơi được. 13 triệu 200 nghìn. Phối sẵn cho anh em. Boston T930 Series 2. Những cái dòng Boston này thực sự là bản thân em bán, nhưng mà cách đây phải đến gần 10 năm thì em cũng đã chơi qua. Em chơi tức là em đã chơi, đã mang về 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 nhà mình luôn, chơi cả tháng rồi những cái cặp Boston. Cái chất âm của Boston như nào em biết. Nhưng mà giá của nó không hiểu sao nó không thể lên được. Đấy, buồn cười. Đấy, Boston này ngoài cái những cái dòng này, ngày xưa em còn chơi những dòng VR cơ. Đấy, VR dòng khủng nó có bát sườn nữa cơ. Anh em nào mà chơi Boston sẽ biết. Đấy, Boston tiếng nó rất là hay. Hôm trước thì có ghép combo với cả 390 AE thì nó đắt hơn một chút. Hôm nay thì em phối với cả 390 4 la mã đen để nhiều anh em có thể với tới cái bộ này. 13 triệu 200 nghìn. Đấy. Những cái bộ cấu hình như này thực sự là nó rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Boston T930 nó là dòng loa cây các bác nhé. Nhưng mà nó vẫn sở hữu bát 25 màng carbon. Chung cũng là carbon luôn. Nhìn rất là chất. Các bác hiểu rồi, bình thường những cái loa thì chung của nó khoảng 10, chung 12 là to rồi. Đây nó là chung 16. Nó chung 16 mà loa Mỹ thì chỉ có một số dòng nó làm chung lớn như thế. Nhưng thường là dòng Boston với cả dòng DCM là hai dòng hay làm chung lớn kiểu như thế này. Và chung lớn có rất là nhiều lợi thế các bác nhé. Đấy, chung lớn thì tiếng chung nó sẽ bay hơn, nó không bị bí. Mà nghe nhạc này, cái tiếng loa bãi nó hay hơn, những cái loa tàu hay hơn, những cái loa rẻ tiền là cái chất âm của nó, cái âm thanh của nó tiếng nó thoát ra ngoài thùng nhiều. Nó tỷ lệ nó thoát ra ngoài thùng chiếm đến chín mấy phần trăm. Chứ còn nhiều cái loa rẻ tiền ấy, tiếng nó toàn ở trong thùng, nó âm trong thùng, nó cứ bí, nó không thoát được ra. Những dòng này thì tiếng nó rất là bay. Anh em chốt lấy món gì cứ tháo ra xem vô tư nhá các bác nhá. Hàng cũ mình cứ tháo ra xem thoải mái thôi, không có lăn tăn gì cả. Đấy, cái cấu hình này 13 triệu 200 nghìn. Anh em nào có nhu cầu bộ này thì ủng hộ cho Thắng Audio. Còn nếu mà tầm tiền này anh em bảo ít quá, anh em muốn mua bộ cao tiền hơn thì vẫn cứ đăng ký kênh nhé. Em sẽ liên tục phối những cái bộ nó cao hơn cũng có mà thấp hơn cũng có để nhiều anh em có thể chọn lựa được. Nhớ đăng ký kênh và quan trọng nữa là ấn cái hình cái chuông ấy để mỗi lần em quay lên thì em up lên thì các bác sẽ được báo về máy. Đấy, các bác lưu cái số điện thoại của em vào. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.